đừng để chết vì không hiểu luật. Cập nhật thông tin pháp luật xã hội tại channel Luật Sư X. Đăng ký ngay channel Luật Sư X. Link đăng ký được trích dẫn ngay dưới mô tả video này. Những doanh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới kinh doanh ra sao? Số 1, Ken Manroy, 11 tuổi, chủ cửa hàng game Global Cowboy Challenge. Khoảng 2 năm trước, cậu bé Ken Manroy khi ấy mới 9 tuổi đã tự chế ra chiếc máy đồ chơi từ những thùng các tông bỏ đi ngay tại cửa hàng linh kiện bán ô tô của cha ở Los Angeles. Ngay sau khi hoàn thành công trình, cậu bé bắt đầu bán vé vào cửa. Với mỗi vé trị giá $1, khách hàng được chơi 4 lượt với một trong 5 máy game ở cửa hàng. Còn với $2, khách hàng được chơi tới 500 lượt. Mới đầu, cậu mời những khách hàng của cha mình chơi thử. Dần dần số khách hàng đông lên và giờ đây, thế giới game các tông đã trở thành một khu vui chơi đông đúc tại địa phương. Khi mới bắt đầu ý tưởng, Ken Manroy đã đặt ra mục tiêu doanh thu khoảng $25,000 để phục vụ cho việc học. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh lại mang lại thành công cho cậu ngoài mong đợi khi thu được số tiền doanh thu lên tới $239,000. Ngoài ra, đoạn video giới thiệu trò chơi độc đáo của Ken Manroy cũng thu hút khoảng 2,4 triệu người xem trên YouTube và 25.000 lượt người ấn nút recommend trên Facebook. Số 2. Remington N. Smith, 12 tuổi, chủ sĩ chương trình truyền hình Cook Time with Remy. Nhận thấy rất nhiều bạn bè cùng lớp bị béo phì do có chế độ ăn uống không hợp lý, N. Smith quyết định bắt tay giải quyết vấn đề này. Vốn có kinh nghiệm làm bếp cùng mẹ, N. đã tự động chia sẻ và cho ra mắt chương trình truyền hình Cook Time with Remy nhằm giới thiệu, hướng dẫn cách nấu ăn dành riêng cho trẻ con. Ban đầu, chương trình được phát sóng trên đài truyền hình địa phương và sau đó nó nhận được sự chú ý của đài truyền hình quốc gia. Hiện tại, Remington là đại sứ thiện chí cho Tổ chức Y tế và Sức khỏe Bắc Mỹ. Chương trình nấu ăn của Remington được phát 4.000 trường đại học khác nhau. Mùa hè năm nay, cô còn khẳng định sẽ cho ra mắt cuốn sách về nấu ăn cho trẻ em mang tên Global Cooking for Kids. Số 3. Mosier Burgess, 12 tuổi, chủ chuỗi cửa hàng bán nơ Mouse Bowls. Niềm đam mê với những chiếc nơ của Mosier bắt nguồn từ người bà của mình khi cậu còn là một cậu bé 9 tuổi. Bà đã hướng dẫn Mosier cách làm nơ bướm từ những mảnh vải cũ bằng cách khâu vá và sử dụng máy may. Ban đầu những chiếc nơ cài áo rất hợp mốt này được bán trên Etsy, sau đó là đến các cửa hàng bán lẻ quanh tiểu bang Southeastern gần Memphis. Hiện tại ở tuổi thứ 12, Mosier đã nắm trong tay khối tài sản khoảng $30,000 và được Forbes vinh danh là một trong những doanh nhân trẻ tiêu biểu của nước Mỹ. Ngoài ra, thời trang nơ cài áo của Mosier còn xuất hiện trên rất nhiều tạp chí danh tiếng thế giới như Vogue, GQ, Esquire. Trả lời trong một bài phỏng vấn, Mosier chia sẻ, tạo ra những chiếc nơ xinh xắn đấy, đầy màu sắc chỉ là một trong rất nhiều ý tưởng mà cháu đang nung nấu để có thể giúp thế giới này trở nên vui tươi và hạnh phúc hơn. Số 4. Jaden Wheeler và Amaya Sherman, chủ sở hữu xe tải bán đồ ăn cùng khí Snow Cone Jaden. 12 và 13 tuổi, chủ sở hữu xe tải bán đồ ăn cùng khí Snow Cone Jaden. Và Amaya là chủ sở hữu của chiếc xe tải bán đồ ăn mang tên Cookie Snow Cone tại Memphis, Mỹ. Khởi nguồn từ việc tự làm và bán kem tuyết trước nhà, món đồ ăn vặt hấp dẫn của hai anh em đã thu hút rất nhiều khách hàng nơi họ sinh sống. Chỉ sau hai mùa hè, Jaden và Amaya đã kiếm được một số tiền khoảng $1,000. Thành công về doanh thu đã khiến mẹ của hai cô cậu này quyết định trợ giúp bằng cách mua cho họ một chiếc xe tải để làm phương tiện di chuyển và buôn bán. Hiện tại, Cookie Snow Cone Jaden thường xuất hiện tại các công viên, hội chợ với hơn 20 món kem tuyết, khoai tây chiên và xúc xích. Số 5. Lizzie Marie Lignes, 14 tuổi, sở hữu công ty và trường dạy nấu ăn. Từ nhỏ, Lizzie rất thích được cưỡi ngựa. Để có tiền trả học phí cho những buổi học cưỡi ngựa này, cô đã làm bánh nướng và bán cho những người dân tại nơi mình sống. Cuối cùng, Lizzie nhận ra nấu nướng là công việc yêu thích nhất của cô. Cùng với sự giúp đỡ của gia đình, Lizzie đã xây dựng được một trang web dạy nấu ăn và đăng lên đó những video hướng dẫn nấu các món giúp trẻ nhỏ ăn ngon miệng hơn. Hiện tại, Lizzie 13 tuổi và có công ty và trường dạy nấu ăn của riêng cô. Cô được hợp tác với những đầu bếp lớn, xuất hiện trên các show truyền hình và là nhân vật chính của series phim với tựa đề Nấu ăn lành mạnh với đầu bếp Lizzie. Ngoài ra, Lizzie còn đang đảm nhiệm vai trò là người phát ngôn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ-Mỹ. Số 6. Skyler Bessel, 15 tuổi, chủ của công ty Busy Freeze. Cuốn hút bởi những phản ứng hóa học tại trường, Skyler Bessel đã tạo ra những phụ kiện dành riêng cho phòng tắm như xà bông, nước thơm, mang thương hiệu Busy Freeze. Hiện nay, Skyler đang là CEO và giám đốc sáng tạo chính cho công ty.
vì chưa đủ tư cách pháp nhân để điều hành doanh nghiệp. Mẹ của Bechel là người đã thay cậu chịu trách nhiệm về mặt pháp luật. Các sản phẩm của thương hiệu BG Fizz hiện tại đang được bán rất nhiều trên các website bán hàng trực tuyến và cửa hàng bán lẻ tại địa phương nơi cậu sinh sống. Số 7. Robert Knight, 15 tuổi, chủ công ty Night Game. Tháng 12 năm 2010, một ứng dụng mang tên Bubble Ball đã được đưa lên App Store. Một tuần sau khi ra mắt, nó đã nhận được 1 triệu lượt tải, vượt qua kỷ lục của Angry Bird. Ít ai biết rằng Bubble Ball đã được tạo ra bởi một cậu bé 14 tuổi tên là Robert Knight và nay chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào về mã hóa. Sau thành công của Bubble Ball, Knight đã tiếp tục sáng tạo ra 4.000 dòng mã cho trò chơi của mình chỉ trong vòng 1 tháng. Tiếp theo đó, cậu thành lập công ty sản xuất game mang tên là Night Games. Số 8. Hopman, 15 tuổi, chủ hãng sản xuất nến hơi Mankens. Ở tuổi thứ 15, Hopman đang là chủ của xưởng sản xuất nến thơm rộng gần 100 m². Nến mang thương hiệu Mankens được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là các quý ông, bởi mùi thơm, cuốn hút và nam tính của nó. Hiện tại, Hopman kiếm được số tiền khoảng 280.000 USD. Số 9. Madison Robinson, 15 tuổi, chủ công ty sản xuất dép sờ ngón Fish Flop. Năm 2011, Madison quyết định mang những đôi dép sờ ngón nhiều màu sắc của mình đến giới thiệu tại hội chợ thương mại tại Texas, nơi cô đang sinh sống. Ngay sau đó, đã có khoảng 30 cửa hàng bán lẻ liên hệ với Madison bởi thấy được tiềm năng phát triển của sản phẩm xinh xắn này. Thương hiệu Fish Flop nhanh chóng trở nên nổi tiếng, đặc biệt là với trẻ em. Mỗi đôi dép sờ ngón có giá hiện tại khoảng 25 USD. Sau 2 năm kể từ khi thành lập công ty, Madison đến nay đã bán được khoảng hơn 60.000 đôi, mang lại tổng doanh thu khoảng 1,2 triệu USD. Thậm chí, mới đây cô bé còn ký được hợp đồng sản xuất độc quyền dép sỏ ngón cho thương hiệu thời trang nữ nổi tiếng Macy. Số 10. Stephen Anderson, 16 tuổi, CEO của công ty Hope Apparel. Dù mới 16 tuổi, nhưng Stephen Anderson đã khiến nhiều người cảm kích bởi quan điểm kinh doanh vì hòa bình và có trách nhiệm với xã hội. Tính riêng tại Mỹ, công ty Hope Apparel đã thu được tổng số tiền lên tới 53 tỷ USD trong năm 2013 nhằm tài trợ cho các hoạt động từ thiện trên toàn thế giới. Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Bạn là một marketer hay seller? Bạn là chủ shop hay chủ doanh nghiệp? Truy cập ngay atpshopware.vn. Atpshopware.vn tự động hóa và làm chủ công nghệ, giải pháp mạnh mẽ thúc đẩy doanh số dành cho bạn.